Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 21. Vấn đề thay Nguyễn Văn Thiệu vào lúc trước bầu cử tháng 10 được trao đổi nhiều. Xuân Thủy nhấn mạnh, thế nào cũng phải thay đổi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Các ông đã cung cấp cho họ một bộ máy quân sự, cảnh sát và hành chính để đàn áp nhân dân và những người đối lập. Như vậy là trên thực tế, các ông vẫn duy trì chính quyền Thiệu. Tôi xin nói, nếu không thay chính quyền Thiệu, thì không thể giải quyết hòa bình được vấn đề Việt Nam. Ông nói không thể làm được, nhưng chúng tôi lại cho rằng các ông có khả năng làm, nhưng các ông không chịu làm. Nếu các ông không chịu làm việc này, thì không những đàm phán không có kết quả được, mà dư luận sẽ cho rằng Mỹ không muốn rút khỏi miền Nam Việt Nam. Các ông không muốn giải quyết vấn đề này, tức là các ông không có thiện chí. Lê Đức Thọ tiếp lời Xuân Thủy. Có lẽ đây là trở ngại lớn nhất vì chính quyền này rất độc tài, hiếu chiến, còn Thiệu thì không thể có hòa bình được. Có thể nói, vấn đề thay Thiệu hay không là thước đo ý định của các ông muốn hòa bình hay tiếp tục Việt Nam hóa chiến tranh. Nếu các ông thay Thiệu thì chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề chiến tranh một cách nhanh chóng, không những ở Việt Nam mà cả ở Đông Dương. Chúng tôi đã đàm phán năm 1954 và 1962. Các ông cũng đã thấy chúng tôi giải quyết hợp tình hợp lý như thế nào. Do đó, nếu các ông thay Thiệu thì chúng tôi sẽ bước những bước dài, nhanh chóng và thỏa đáng đối với các bên. Những lời tôi nói hôm nay với ông là nghiêm chỉnh. Kissinger. Tổng thống Nixon sẽ bảo tôi rằng nếu chúng ta thực hiện những điều cụ thể như họ nói với chúng ta thì họ sẽ có những bước tiến đó không rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Lê Đức Thọ, nếu các ông sẵn sàng thay chính quyền Thiệu thì chúng tôi sẽ đáp ứng. Kissinger, đáp ứng thế nào? Lê Đức Thọ, sẽ thảo luận các vấn đề nêu ra. Nếu giải quyết như vậy rồi thì còn gì mà thảo luận nữa? Nếu các ông đồng ý thay Thiệu thì chúng tôi sẽ thảo luận các vấn đề ông nêu ra và giải quyết một cách thỏa đáng. Như thế nghĩa là nếu chúng tôi không thỏa thuận thì các ông không thảo luận nữa hay sao? Nếu các ông không giải quyết vấn đề thì khó mà tiến lên được. Chúng tôi cũng như chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam muốn nói chuyện với một chính quyền ở miền Nam Việt Nam tán thành hòa bình và muốn nghiêm chỉnh giải quyết vấn đề. Nhưng nếu các ông cố giữ Thiệu thì làm sao giải quyết được? Các ông cứ nói chúng tôi phải thay Thiệu thì cụ thể các ông muốn chúng tôi phải làm gì? Các ông có nhiều cách để thay thế. Tôi có thể nêu một ví dụ. Thiệu do các ông đưa lên. Bây giờ nhân dịp bầu cử, các ông muốn thay Thiệu thì thay được. Vì đó là một cơ hội để các ông thay Thiệu. Dư luận báo chí và những người đối lập ở Sài Gòn đều biết rằng nếu các ông ủng hộ Thiệu thì Thiệu sẽ trúng cử. Còn nếu các ông không ủng hộ Thiệu thì Thiệu sẽ không trúng cử được. Kissinger. Mùa hè này là cơ hội cuối cùng để hai bên đạt được hòa bình bằng cách thương lượng với nhau. Nếu không đạt được kết quả thì Mỹ tiếp tục Việt Nam hóa chiến tranh, cuộc chiến tranh đẫm máu sẽ tiếp tục kéo dài. Có thể các ngài sẽ thắng và có thể các ngài sẽ không thắng. Nhưng dù sao chiến tranh cũng sẽ chấm dứt, không phải bằng thương lượng. Lê Đức Thọ nhấn mạnh quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta cho đến khi đạt được độc lập tự do và nhắc lại việc thay Thiệu. Kissinger nêu lên hai điểm. Điểm thứ nhất, Mỹ không dùng thủ đoạn vặt với ta. Tổng thống Nixon đã sốt ruột lắm rồi. Chắc ông ta không thể cho Kissinger tiếp tục như thế này nữa. Điểm thứ hai là nói về vấn đề thay Thiệu là Việt Nam phải nói trong phạm vi khả năng của Mỹ.
nếu các ngài còn đòi Hoa Kỳ không ủng hộ bất cứ một ứng cử viên nào trong bầu cử, thì điều đó Hoa Kỳ có thể dễ làm nếu Hoa Kỳ hứa. Nhưng nếu các ngài lại muốn có một văn kiện viết trong đó, chúng tôi hứa đảm bảo thay Thiệu bằng bất cứ cách nào, thì chắc chắn Tổng thống Nixon sẽ không đồng ý. Xuân Thủy: Nếu các ông nói các ông không ủng hộ ứng cử viên nào, tức là các ông đã ủng hộ Thiệu. Tôi thấy các ông có nhiều cách để thay Thiệu, hoặc trong bầu cử như ông cố vấn Lê Đức Thọ có nói, hoặc trước bầu cử các ông khuyên Thiệu không ra ứng cử. Cách đó nhẹ nhàng hơn, Lê Đức Thọ thêm. Sau này Lê Đức Thọ kể lại, khi nói chuyện riêng với Kissinger, tôi bảo, ông muốn hạ Thiệu thì thiếu gì cách. Ông ta cho câu nói đó của tôi có nghĩa là ám sát Thiệu. Lê Đức Thọ, những ý kiến về cuộc thương lượng ở Paris ngày 14 tháng 11 năm 1988. Xem thêm Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1086. Cả hai bên thấy cần dừng cuộc họp ở đây để nghiên cứu ý kiến của nhau. Hai bên hẹn gặp lại nhau vào 26 tháng 7. Về cuộc họp này, Xuân Thủy báo cáo về Hà Nội rằng Mỹ vẫn giữ hai vấn đề cơ bản. Chưa chịu ấn định thời hạn rút hết quân Mỹ, chưa chịu thay Thiệu. Nhưng từ thái độ của Mỹ đến nội dung các vấn đề nêu ra cũng như cách đặt vấn đề của Kissinger đều chứng tỏ Mỹ đã có bước lùi, tỏ ra yếu và tỏ ý muốn thương lượng để giải quyết vấn đề. Điều đáng chú ý là Mỹ muốn tỏ ra mặc cả với ta, không những về vấn đề quân sự mà cả về chính trị. Các chuyên gia ở Bộ Ngoại giao tại Hà Nội cũng thấy rằng Mỹ muốn sớm giải quyết vấn đề, tỏ ra có một số điểm mềm dẻo. Không nhắc đến vấn đề quân miền Bắc rút khỏi miền Nam, đồng ý ngừng bắn sau khi có hiệp định, giải quyết vấn đề tù binh đồng thời với việc rút quân Mỹ, và hé ra sẽ có viện trợ đáng kể không hoàn lại sau chiến tranh. Đoàn đại biểu ta ở Paris đề xuất với trong nước nên đưa ra đề nghị mới để ép Mỹ xuống thang về chính trị, thay Thiệu và định thời hạn rút quân. Hà Nội đang cân nhắc. Thời cơ, sớm hay muộn đều có hại. Ngày 13 tháng 7 năm 1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai bí mật qua Hà Nội thông báo việc Kissinger đi Bắc Kinh sau khi kể qua một số chuyện về ý muốn xích lại gần nhau của cả hai phía Trung Quốc và Mỹ. Ông nói rằng Trung Quốc thấy đã đến lúc để Kissinger vào Trung Quốc vì ông ta đã tiếp xúc với Việt Nam. Kissinger sang Trung Quốc với hai nhiệm vụ: bàn việc Nixon sang Trung Quốc. Còn Nixon sang Trung Quốc bàn vấn đề gì? Chu Ân Lai nói, vấn đề Đông Dương là quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và Kissinger. Kissinger nói rằng Mỹ gắn việc giải quyết vấn đề Đông Dương với việc giải quyết vấn đề Đài Loan đối với Trung Quốc. Vấn đề rút quân Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam là một vấn đề số một. Còn vấn đề Trung Quốc vào Liên Hiệp Quốc là vấn đề thứ hai. Chu Ân Lai cũng nói, vấn đề quan trọng hơn hết là vấn đề Việt Nam. Chúng tôi nói với Kissinger rằng, chúng tôi kiên quyết ủng hộ 7 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời. Các ông phải rút khỏi Đông Dương không điều kiện, phải rút hết, phải định thời hạn rút hết lực lượng, hải, không quân, lính thủy đánh bộ, căn cứ quân sự, quân cảng. Nhưng Kissinger nói Mỹ sẽ giữ lại một số cố vấn kỹ thuật. Về chính trị, Mỹ không muốn có Nguyễn Văn Thiệu. Kissinger còn nói khi về Paris sẽ gặp lại Lê Đức Thọ, nêu 4 điểm. Mỹ rút quân trong 12 tháng. Tù binh cũng thả trong 12 tháng, phải ngừng bắn toàn diện, phải tôn trọng Hiệp định Geneva. Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao, sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, nhà xuất bản Sự thật, Hiệp định 1979, trang 57. Trao đổi với Việt Nam, Chu Ân Lai nói rõ thêm, Hoa Kỳ không đòi quân đội miền Bắc rút khỏi miền Nam, nhưng họ đòi quân đội miền Bắc phải rút khỏi Lào và Campuchia. Theo ý ông Chu, vấn đề rút quân khỏi Việt Nam trở thành vấn đề số 1 của Mỹ. Việc công nhận Trung Quốc là vấn đề số 2.
cuộc đàm phán Paris trở thành vấn đề then chốt. Giai đoạn mấu chốt là từ nay đến tháng 5 năm 1972. Các đồng chí Việt Nam bắt họ rút trong năm nay. Trung Quốc ủng hộ các đồng chí đòi rút trong năm nay. Ngày 15 tháng 7 năm 1971, tại Washington, Nixon tuyên bố sẽ đi thăm Trung Quốc trước tháng 5 năm 1972. Đấy là một tin giật gân được dư luận Mỹ và thế giới hết sức quan tâm, đặc biệt trong điều kiện hai nước đã giữ thái độ thù địch trong hơn 20 năm. Ngày 25 tháng 7 tại Paris, Đại sứ Hoàng Chấn cũng thông báo cho Lê Đức Thọ và Xuân Thủy nội dung về cuộc hội đàm Chu Ân Lai Kissinger, giống như ông Chu đã thông báo cho Hà Nội, nhưng nhấn mạnh hai trở ngại chính trong đàm phán. Một, Bắc Việt Nam cứ đòi lật đổ chế độ hiện nay ở Sài Gòn như là một điều kiện cho việc tìm kiếm hòa bình. Hai, Bắc Việt Nam từ chối một cuộc ngừng bắn toàn Đông Dương trong khi quân Hoa Kỳ rút. Qua thông báo của Thủ tướng Chu Ân Lai, Hà Nội thấy rằng việc cải thiện quan hệ Trung Mỹ là vì quyền lợi của hai bên. Nhưng Hà Nội chưa hiểu hết ý nghĩa và nội dung trao đổi giữa hai bên. Lúc này, so sánh lực lượng trên chiến trường chính chưa lợi cho Việt Nam. Lực lượng của chính phủ cách mạng lâm thời đang chuẩn bị cho hoạt động xuân hè năm 1972 nhằm giành thắng lợi quyết định. Ngày 17 tháng 7, Nguyễn Duy Trinh thông báo cho Lê Đức Thọ và Xuân Thủy. Đối với Việt Nam, thời gian trước mắt chưa phải là thời cơ giải quyết. Nắm vững thời cơ là vấn đề rất quan trọng. Sớm hay muộn đều có hại. Tương quan mà chúng ta phải nắm không phải là tương quan hiện tại, mà là tương quan đang diễn biến có lợi cho ta, rất khó khăn cho địch. Vì vậy anh ba, tức Lê Duẩn, và các anh khác thấy trước mắt ta chưa nên làm gì khác ngoài 9 điểm đã đưa, địch sẽ cho ta là yếu và tăng sức ép. Mỹ đặt yêu cầu có cái khung chung hiện nay là 9 điểm. Cứ tiếp tục đi sâu vào 9 điểm, xoáy vào hai vấn đề chính. Vấn đề rút quân Mỹ và vấn đề thay thế chế độ Thiệu. Cuộc họp ngày 26 tháng 7 bắt đầu bằng phát biểu của Xuân Thủy với một loạt câu hỏi nêu ra cho Kissinger về hầu hết các vấn đề, tập trung vào hai vấn đề chủ yếu: thời hạn rút quân Mỹ và chính quyền ở Sài Gòn. Và khi Kissinger trả lời mập mờ thì Xuân Thủy lại hỏi lại. Có lúc Kissinger đã phải nói: tôi không thoát được điểm nào khỏi sự chú ý của Bộ trưởng. Về vấn đề rút quân, Xuân Thủy nhắc lại Mỹ không chịu đưa ra một ngày cụ thể, tuy đã đồng ý về nguyên tắc, như vậy là kéo dài chứ không phải giải quyết nhanh chóng. Ông chất vấn Kissinger, có phải các ông từ chối không thay đổi chính quyền Sài Gòn do nhóm Nguyễn Văn Thiệu cầm đầu không? Và nhận xét thêm, trong đề nghị của Mỹ, vấn đề chính quyền ở Sài Gòn không được ghi thành một điểm riêng. Rõ ràng là chúng ta không giải quyết cả vấn đề quân sự và chính trị ở miền Nam thì không giải quyết được vấn đề. Đối với những điểm mà phía Mỹ đã đồng ý về nguyên tắc nhưng sẽ viết lại hoặc bổ sung thêm thì phía Việt Nam sẽ nghiên cứu, không có vấn đề gì khó khăn lắm. Kể cả việc Kissinger nói về viện trợ. Xuân Thủy kết luận, chúng ta có một vài tiến bộ là đồng ý lấy 9 điểm của chúng tôi và 7 điểm của các ông để thảo luận. Nhưng hai điểm mấu chốt các ông vẫn không nói gì cả là thời hạn rút quân gắn liền với vấn đề tù binh và chính quyền ở miền Nam. Chúng tôi đã nói rõ là phải thay nhóm Nguyễn Văn Thiệu. Điều 7 của các ông không ghi vấn đề này, cũng không nói gì thêm. Ông nói phải thỏa thuận cái khung, nhưng những vấn đề mấu chốt này là xương sống của cái khung mà không nói gì cụ thể, thì làm sao có được cái khung? Lê Đức Thọ, một cái khung không có xương sống. Kissinger, ông cố vấn đặc biệt lại muốn làm văn. Lê Đức Thọ, một cái khung không có xương sống thì nó sẽ đổ. Rồi tiếp, tôi muốn nhìn lại một cách tổng quát ý kiến của các ông về cách giải quyết vấn đề Việt Nam và cách đặt vấn đề giải quyết các vấn đề Đông Dương như thế nào.
Các ông đã nhúng tay quá sâu vào chiến tranh ở Việt Nam và chiến tranh ở Đông Dương. Trong quá trình đó, các ông lại gặp nhiều thất bại và hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm thế nào để giải quyết vấn đề Việt Nam và Đông Dương. Chúng tôi nhận thấy là hiện nay các ông cũng muốn rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Đông Dương, nhưng lại tính toán làm sao có lợi nhất cho các ông. Vì vậy, các ông tính rút bằng hai cách, thương lượng và Việt Nam hóa chiến tranh. Ý định của các ông là lấy hai vấn đề này hỗ trợ cho nhau. Việt Nam hóa chiến tranh nhằm duy trì một chính quyền và một quân đội mạnh mẽ ở miền Nam Việt Nam, đảm bảo cho các ông thực hiện ý định chủ nghĩa thực dân mới. Còn nếu không thương lượng được, thì các ông cũng tích cực thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh để đạt được ý định của các ông là biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Cách thương lượng của các ông chính là nhằm đạt được mục đích đó. Vì vậy, các ông muốn tách vấn đề quân sự với vấn đề chính trị, lẩn tránh vấn đề chính trị, chỉ chú ý vấn đề quân sự mà giải quyết vấn đề quân sự, thì ý định của các ông cũng là rút từ từ để giải quyết bằng thương lượng hay không, các ông vẫn duy trì được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Vì thế, các ông không đưa ra một thời hạn cụ thể nào cho việc rút quân, mà còn đặt điều kiện cho việc rút quân. Nghiên cứu cái khung của các ông, chúng tôi thấy rõ những điểm nào các ông đồng ý đều là có lợi cho các ông. Những điểm nào các ông đề nghị sửa đổi thì cũng vậy. Nhưng có hai điểm mấu chốt như Bộ trưởng Xuân Thủy đã nói là cái xương sống của cái khung thì các ông lại loại ra khỏi cái khung. Tóm lại, những điểm các ông đồng ý hay đề nghị sửa chữa là những điểm phụ. Nhưng về những điểm chính thì cách đặt vấn đề của các ông lại khác chúng tôi. Trong hai điểm chính, các ông gọi là nhân nhượng và tiến bộ, là các ông rút việc thả tù binh trước khi rút hết quân. Lần trước, chúng tôi nhận xét đó là tiến bộ, nhưng là tiến bộ nhỏ giọt so với những điểm chúng tôi đưa ra mà các ông đã đồng ý chấp nhận. Các ông nói giải quyết nhanh, nhưng ý muốn của các ông lại mâu thuẫn với mục tiêu của các ông. Lê Đức Thọ nhấn mạnh, chúng tôi đồng ý với cái khung và từ đó đi vào từng vấn đề cụ thể. Cái khung chung đó là cái khung hai bên có thể chấp nhận được. Nhưng trước hết phải thỏa thuận về hai vấn đề lớn. Điểm 1, thời hạn rút quân, và điểm 3, chính quyền ở Sài Gòn. Cuối cùng Lê Đức Thọ nói thêm, trong mấy năm nay các ông đã chạy vạy chỗ này chỗ kia để tìm ra lối thoát. Nhưng không biết các ông có rút được kinh nghiệm hay không. Thực ra các ông uổng công vô ích làm phức tạp thêm vấn đề cho các ông. Ông Thọ nói chậm và rõ ràng. Không có cách thần kỳ nào để giải quyết vấn đề Việt Nam ngoài cách đàm phán nghiêm chỉnh với chúng tôi ở Hội nghị Paris. Trên cơ sở những đề nghị của chúng tôi và những đề nghị của các ông. Trong một ván cờ, quyết định thắng bại phải là người trong cuộc, không có cách nào khác. Chúng tôi độc lập giải quyết vấn đề của chúng tôi. Kissinger hoan nghênh những ý kiến của Xuân Thủy và Lê Đức Thọ và nói rằng phần lớn những ý kiến đó là xây dựng và phát biểu với tinh thần tích cực. Rồi ông cũng nêu ra nhiều câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của Xuân Thủy và Lê Đức Thọ đối với đồng minh ở miền Nam và về phía Việt Nam có chấp nhận quân đội Bắc Việt đóng trên biên giới của mình không? Và nhất là về thay thế Thiệu, khác nhau giữa thay thế Thiệu và thay thế chính quyền Thiệu, thay con người hay cả con người lẫn chính sách, bộ mặt chính phủ sau này ở Sài Gòn như thế nào, vân vân. Ông cũng nói sự phân tích của Lê Đức Thọ về chiến lược của Hoa Kỳ là đúng và khôn ngoan. Rồi nói về chiến lược của Việt Nam. Nếu tôi hiểu đúng, thì chiến lược của các ngài làm sao đạt được hai kết quả? Muốn quân đội chúng tôi rút càng nhanh càng tốt, và khi chúng tôi rút đi thì lật đổ cơ cấu chính quyền hiện nay ở Nam Việt Nam. Đòi hỏi của các ngài đề ra không phải là nhân nhượng, mà để đòi chúng tôi dâng cho Hà Nội các mục tiêu mà các ngài muốn đạt. Nếu các ngài tự mình đạt được thì chúng tôi tôn trọng, nhưng chắc chắn rằng các ngài không đạt được trong đàm phán này.
cả hai phía chúng ta chắc rằng không một bên nào lại muốn ký một hiệp nghị để hiến dâng cho đối phương tất cả mục tiêu mà đối phương đã đặt ra. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.